với một thiết kế hoàn mỹ. Ngoài chất lượng vật liệu, không thể thiếu một giải pháp phụ kiện hoàn hảo. Hôm nay, hãy để Tùng giới thiệu với các bạn những ứng dụng tuyệt vời từ phụ kiện Hectic, một thương hiệu phụ kiện đến từ Đức kết hợp với gỗ An Cường thì sẽ như thế nào nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Gỗ An Cường. Hôm nay An Cường sẽ giới thiệu đến các bạn những giải pháp phụ kiện được ứng dụng cho phòng ngủ và gian bếp nhằm tối ưu hóa không gian sống cho bất kỳ căn hộ nào. Thông thường, khi hoàn thiện nội thất cho gia đình mình, chúng ta thường chú trọng đến vật liệu gỗ mà quên đi rằng để có sản phẩm đẹp và tuổi thọ hoàn hảo thì phụ kiện cũng không kém phần quan trọng. Bên tay trái Tùng là tủ top line với hệ thống trượt dành cho 4 cánh và khối lượng mỗi cánh lên tới 50kg cho một cánh kèm tích hợp giảm chấn. Vì vậy, ngay cả những hệ tủ với cánh cửa lớn và nặng như các bạn thấy ở đây cũng dễ dàng đóng lại nhẹ nhàng, êm ái chỉ bằng một cái đẩy nhẹ. Nhờ vậy mà việc đóng cửa trở nên an toàn hơn hẳn, tránh được các trường hợp kẹt tay, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, tủ quần áo kết hợp với ray hợp âm với tải trọng lên đến 30kg, tích hợp giảm chấn, giúp thao tác của bạn trở nên mượt mà, êm ái hơn bao giờ hết. Đối với khu vực bếp, thiết kế tủ bếp nhỏ gọn mà vẫn tiện nghi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các hộ gia đình. Đây không chỉ là thách thức đối với các đơn vị thiết kế thi công mà còn là mối bận tâm hàng đầu khi lựa chọn nội thất của không ít hộ gia đình, bởi vì không phải lúc nào khu vực bếp cũng được ưu ái dành một không gian lớn trong tổng diện tích căn hộ, nơi mà không gian sống ngày càng bị thu hẹp trong các đô thị lớn. Đây là ứng dụng tủ đa năng nhỏ gọn làm từ gỗ công nghiệp An Cường, kết hợp hệ phụ kiện Hectic cho không gian bếp của bạn. Chúng ta có hệ cửa trượt Slide M với thiết kế ray trượt gọn nhẹ, kèm theo tích hợp giảm chấn êm ái. Ray hộp kết hợp với khay chia phân loại các vật dụng, giúp cho người dùng dễ dàng tìm kiếm và sử dụng. Điều đặc biệt là tủ bếp ứng dụng cánh trượt xếp Winline 770, chỉ với một thao tác nhẹ nhàng, giúp chúng ta thấy được toàn bộ vật dụng bên trong. Kèm với thanh LED chiếu sáng, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm vật dụng mà không tốn nhiều thời gian. An Cường tin rằng, với những công năng vừa rồi, chắc hẳn các bạn cũng nhận ra, một ngôi nhà đẹp, ngoài thiết kế đẹp, vật liệu tốt, không thể không kể đến đó chính là phụ kiện đi kèm. Tất cả những yếu tố trên sẽ tạo nên một không gian sống, đẳng cấp, hiện đại và không kém phần tiện nghi. Hectic là một thương hiệu đến từ Đức, rất được ưa chuộng trên thế giới về chất lượng cũng như đa dạng về sản phẩm, kiểu dáng. Và hiện nay, phụ kiện Hectic đang được phân phối bởi công ty cổ phần gỗ An Cường tại thị trường Việt Nam. Nếu muốn hiểu rõ thêm về những ứng dụng khác của phụ kiện Hectic, vui lòng liên hệ ngay với An Cường theo số hotline 1900 6944 để được tư vấn rõ hơn nhé. Và bây giờ đừng quên bấm like, share và subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ An Cường. Xin chào và hẹn gặp lại!